Hello, xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay em giới thiệu với các bác loại dây loa. một loại dây chuyên dụng. Đây là cái mẫu mới em mới nhập về. Một cuộn. Và loại này em bán lẻ theo mét nha. 20.000 một mét. Các bác nào chốt thì alo. Có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác này. Đấy. Đây sẽ đặt nhà cho các bác xem nó rõ này. Đấy, đây là phần dây loa này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, dây đồng rất là mịn luôn, đồng rất là mịn luôn. Em sẽ lấy một dây khác, một cái dây khác. Tức là các dây này em về đều đo và cắt sẵn rồi. Tí nữa sẽ hàn vào mạch phân tần và đợt này sẽ lắp lên rất là nhiều loa cho các bác, cho các bác thoải mái sự lựa chọn để tham khảo. Đấy. Em sẽ cắt cái đầu này ra, tuốt cho các bác xem là cái đồng của nó mịn như nào các bác nhé. Em sử dụng dụng cụ là bán chuyên nghiệp, đưa vào bấm. Các bác nhìn nha, bấm này. Thế thôi là ra dây rồi. Đấy. Cực đẹp luôn. Nào, em sẽ bấm phần nữa. Đây các bác xem nhé. Xem kỹ quá trình bấm này. Đấy, thế thôi. Rất là đẹp luôn, đồng rất là đẹp luôn. Các bác nhìn có thể thấy sợi đồng rất là đẹp. Đấy. Đồng rất đẹp. Và em bán là 20.000 một mét các bác nhé. Đấy, tính ra là 10.000 một sợi một mét. Hay sợ 20.000 một mét, đấy là chưa có cước gửi đi đâu. Đấy là giá tại cửa hàng, em bán cho các bác là giá tại cửa hàng. Cái loại dây này mà các bác mà đưa vào hàn dây trong thùng loa thì hơi bị tuyệt vời luôn. Như đợt trước em đã có kể, ví dụ mà các bác lấy cả phân tần cả dây loa ấy, thì em hàn sẵn luôn cả dây. Đấy, không biết là các bác lấy như nào. Cứ hàn cho các bác như dây này, dây từ hậu vào là mấy chục phân đấy. Còn ra nó bán mới loa tép thì cũng mấy chục phân nữa thì là nó đắt hơn, nó có 50.000 rồi. Đấy, dây chất lượng rất là cao. Đây, cả đống đây cho các bác thoải mái sự lựa chọn luôn. Đây, ok, sẽ nhấc cái này ra. Đấy, đây là những dây cắt sẵn rồi, còn đây là một đống, đây là chưa động đến, tí nữa mới động đến, tí nữa bắt đầu mới nghe đo xong bắt đầu cắt. Đấy, dây chất lượng rất là tốt luôn, không phải suy nghĩ gì cả. Dây này thì dùng thì thôi rồi, tổ quốc ta ơi, sao nó tuyệt vời đến thế. Các bác nhìn này, sợi đồng rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, bây giờ em sẽ xem nào, có cái đầu nào vẫn chưa cắt nhỉ. Thôi rồi, cắt sau đi. Đấy, các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở dưới mà các bác nhé. Đấy, thì sợi đồng nó rất là mềm mịn này, sợi đồng sợi tơ rất là nhiều này. Đấy, không phải ít đâu, rất là nhiều luôn này, các bác xem rõ luôn này. Sợi đồng rất là nhỏ hoặc là mịn. Đấy. Đồng 100% nhé, không phải là nhôm đâu. Nhôm không bao giờ nó được đẹp như này đâu. Đây, đồng 100% em bán là 20.000 một mét. Quá rẻ luôn. Thôi rồi, đấy nhưng mà đấy là chưa có gửi đâu nhé, giá tại cửa hàng. Còn các bác lấy bao nhiêu mét thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới. Rồi ok, ở đây thì chắc là video này đăng lên là nhiều anh em bán hàng ghét lắm đấy. Bởi vì bây giờ hàng gióng, như là hàng gióng thì em nói luôn là bên em sản xuất được cái vỏ thùng loa em chủ động được. Đấy, còn các bác nào thích lấy hàng em sẽ xuất vỏ viên cho. Đấy, còn không thích thì tùy lấy chỗ nào cũng được. Em thì em chuyên đổ cho anh em nắp số lượng lớn nên là bán nể vỏ thùng loa này, nhớ anh em kêu như em bán cơ bản em bán một cái mức giá khác hoàn toàn so với một số anh em bán phá giá. Đấy rồi, ok, không sao. Đấy, các bác nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới các bác nhé. Rồi ok, hẹn các bác video sau nhé. Đây là video giới thiệu các bác là cái mẫu dây loa chuyên dùng để làm phân tần loa, hoặc là các bác có thể chạy dây này trong gia đình được. Cái dây này mà dẫn âm thanh thì thôi rồi, tuyệt vời cực kỳ luôn. Đang quay thì các bác vui tính hay gọi. Rồi đây là cái mạch dùng cho phun đơn 40 hoặc là hỏa tiễn như hôm trước em có giới thiệu ấy. Hôm nay em sẽ hàn tất cả dây rác vào luôn cho các bác về để xài luôn. Thì đây là em đang có một đống dự văn án. Đây, dự án của em thì là gồm có một ít này thôi, không có nhiều lắm. Đấy, dây bây giờ đang sắp ra để hàn xong, bắt đầu là ngày mai lấy vỏ viếc về nắp hết một loạt lên cho các bác. Được mấy bác ở trong miền Trung vui tính đấy, đặt một loạt luôn, không biết là có bom không đây. Rồi, bây giờ không linh tinh liên thuyền nữa, em hàn một số cái vào, hẹn các bác video sau nha. Hàn vài cái mạch phân tần đã xong, bắt đầu test thử thì chắc là test sau được các bác ạ. Bây giờ không kịp thời gian test nữa rồi. Đấy.